U23 Việt Nam đã kết thúc Doha Cup 2023 với vị trí cuối cùng, đứng thứ 10/10 trên bảng xếp hạng. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chaussier lần lượt thua U23 Iraq 0-3, thua U23 UAE 0-4, hòa U23 Kyrgyzstan 0-0 rồi thất bại 4-5 ở loạt sút luân lưu. Tuy giải đấu ở Qatar chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng U23 Việt Nam chưa định hình được lối đá và không có cá nhân nào thi đấu nổi bật. Huấn luyện viên Philippe Chaussier đặt mục tiêu chơi tấn công, song U23 Việt Nam kết thúc Doha Cup 2023 với 0 bàn thắng và 7 bàn thua. Điểm yếu thể hình của U23 Việt Nam cũng bộc lộ rõ tại Doha Cup 2023, khi chỉ có 4 cầu thủ cao trên 1m80 và có tới 17 cầu thủ cao dưới 1m75. Các học trò huấn luyện viên Philippe Chaussier liên tục thất thế khi phải tranh chấp tay đôi ở hai trận thua U23 Iraq và U23 UAE. Đáng lưu ý, thành phần tham dự Doha Cup 2023 thiếu vắng khá nhiều cầu thủ U23 thường xuyên thi đấu tại V-League vì nhiều lý do khác nhau. Trong thời gian tới, V-League 2023 sẽ trở lại và đá 4 vòng trước khi tạm nghỉ để U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho SEA Games vào cuối tháng 4. Như vậy, các cầu thủ U23 thường xuyên được thi đấu ở câu lạc bộ sẽ có cơ hội ghi điểm với huấn luyện viên Philippe Chaussier. Nên nhớ rằng, huấn luyện viên Philippe Chaussier sang Việt Nam ký hợp đồng với VFF khi V-League 2023 đã tạm nghỉ sau 4 vòng đầu tiên. Loạt trận đầu tháng 4 tới đây mới là lần đầu tiên nhà cầm quân người Pháp vi hành để tuyển quân cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, U23 Việt Nam tham dự Doha Cup 2023 cũng thiếu vắng hai tiền đạo sáng giá nhất của lứa cầu thủ sinh sau năm 2001 là Nguyễn Văn Tùng, Hà Nội FC và Võ Nguyên Hoàng, PVF Công an Nhân dân. Bộ đôi này đang gặp vấn đề với chấn thương. Nếu kịp bình phục để tham dự SEA Games 32, Nguyễn Văn Tùng và Võ Nguyên Hoàng nhiều khả năng sẽ là chủ công của U23 Việt Nam, giống như khi giành chức vô địch U23 Đông Nam Á tại Campuchia hồi đầu năm 2022. Huấn luyện viên Philippe Chaussier vẫn còn nguồn cầu thủ để tính toán đến việc thay máu, lực lượng trước khi lên danh sách triệu tập U23 Việt Nam vào cuối tháng 4.